Các lực lượng vũ trang cho biết Iran sẽ đáp trả Israel vào thời điểm thích hợp, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn ở Gaza và Liban. Quân đội Iran đã ra tín hiệu rằng Tehran sẽ không trả đũa ngay sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này. Trước đó, đòn tấn công trả đũa của Israel được cho là đã làm leo thang xung đột giữa các bên đối địch trong khu vực và làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột tổng lực ở Trung Đông. Lực lượng Israel đã phát động 3 cuộc tấn công vào Iran vào hôm 26 tháng 10, nói rằng họ đã tấn công các cơ sở quân sự, bao gồm các nhà máy sản xuất tên lửa và phòng không, để trả đũa vụ tấn công mà Iran đã nhằm vào Israel trước đó 3 tuần. Các cuộc tấn công đã sát hại 4 người lính, nhưng Iran đã tìm cách giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công ngày sau đó. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang cho biết, nước Cộng hòa Hồi giáo bảo lưu quyền hợp pháp của mình để đáp trả vào thời điểm thích hợp. Thay vì thề trả thù, tuyên bố cho biết Iran nhấn mạnh vào việc nước này muốn hỗ trợ lệnh ngừng bắn ở Gaza và Liban, nơi các lực lượng Israel đang lần lượt chiến đấu với Hamas và Hezbollah, các nhóm chiến binh được Tehran hậu thuẫn. Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào rạng sáng ngày 26 tháng 10 để trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào ngày 1 tháng 10, nhưng cả hai bên dường như đều muốn tránh cuộc xung đột toàn diện. Chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn hoàn toàn im lặng về vụ tấn công. Kể cả Thủ tướng, người đã cấm các bộ trưởng của mình trả lời phỏng vấn sau vụ tấn công hôm 26 tháng 10. Ngay cả vị Bộ trưởng Cực hữu Itamar Ben-Gvir cũng chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn hoan nghênh đòn tấn công và hy vọng rằng đây chỉ là một ván cờ mở đầu chống lại Iran. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF cũng đã chỉ mô tả một cách mơ hồ về các cuộc tấn công chính xác vào các cơ sở sản xuất tên lửa và hệ thống phòng không, đồng thời đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công trong tương lai nếu Tehran trả đũa. Mỹ đã hối thúc Israel tránh tấn công các cơ sở hạt nhân hoặc cơ sở dầu mỏ của Iran khi chính phủ của Thủ tướng Netanyahu chuẩn bị trả đũa các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran 3 tuần trước. Sau khi Israel tuyên bố các cuộc tấn công kết thúc, chính quyền Tổng thống Biden cho biết đòn trả đũa của Israel sẽ đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ tấn công mới nhất giữa các bên đối địch. Mỹ đã truyền tải thông điệp này một cách trực tiếp và gián tiếp tới Tehran. Nếu Iran đáp trả, Washington tuyên bố sẽ bảo vệ và hỗ trợ Israel, và Tehran sẽ phải gánh chịu hậu quả. Bộ Ngoại giao Iran gọi các cuộc tấn công là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, đồng thời nói thêm rằng họ coi quyền và nghĩa vụ của mình là thực thi quyền tự vệ chính đáng trước các hành động xâm lược của nước ngoài. Tuy nhiên, giống như lực lượng vũ trang của Iran, họ không đe dọa sẽ có phản ứng ngay lập tức. Trước đó hôm 26 tháng 10, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với những người đồng cấp Ai Cập và Qatar, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã nói rằng Iran sẽ không ngần ngại đáp trả một cách dứt khoát và tương xứng trước bất kỳ hành động vi phạm toàn vẹn lãnh thổ nào, nhưng nói thêm rằng bất kỳ phản ứng nào sẽ đến vào thời điểm thích hợp. Các lực lượng vũ trang Iran tuyên bố rằng một số lượng đáng kể tên lửa của Israel đã bị đánh chặn, trong khi những tên lửa bắn trúng mục tiêu chỉ gây ra thiệt hại hạn chế cho các hệ thống radar, một trong số đó đã được sửa chữa. Các quốc gia Ả Rập, bao gồm các đối thủ truyền thống trong khu vực của Iran là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Ả Rập Saudi, đã lên án vụ tấn công của Israel, nhấn mạnh lo ngại của họ về sự leo thang trong khu vực, trong đó Riyadh mô tả đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, quân đội nước này đã làm hư hại nghiêm trọng hệ thống phòng thủ của Iran trong cuộc không kích hôm 26 tháng 10. Thủ tướng Netanyahu ngày 27 tháng 10 có bài phát biểu đầu tiên sau cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran. Ông cho biết, những cuộc tấn công đã làm hư hại nghiêm trọng khả năng phòng thủ của Iran, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Thủ tướng nhắc lại rằng Israel đã từng cam kết sẽ đáp trả một cách cứng rắn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran hồi đầu tháng. Sáng sớm ngày 26 tháng 10, chúng tôi đã thực hiện cam kết của mình và gây hại thêm nghiêm trọng cho năng lực phòng thủ, khả năng sản xuất tên lửa của Iran. Ông Netanyahu nói, bất kỳ ai làm tổn hại đến chúng tôi sẽ đáp trả. Thủ tướng Israel cảm ơn Mỹ vì đã phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cho các cuộc tấn công vào Iran, cho biết cuộc tấn công đã đạt được tất cả các mục tiêu. Các quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden khẳng định, Mỹ không trực tiếp tham gia vào cuộc tấn công nhưng đã tham vấn chặt chẽ với Israel. Israel đã tấn công một số trung tâm quân sự ở tỉnh Tehran, Khuzestan và Ilam của Iran vào sáng ngày 26 tháng 10. Hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin, nói thêm rằng cuộc tấn công đã bị ngăn chặn thành công bởi hệ thống phòng không tích hợp nên chỉ gây ra thiệt hại hạn chế ở một số khu vực. Cũng trong ngày 27 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết,
Hezbollah và Hamas không còn là lực lượng ủy nhiệm hiệu quả của Iran sau khi quân đội Israel loại bỏ một số lãnh đạo của hai nhóm này trong những tuần gần đây. Ở phía Nam, Hamas không còn hoạt động như một thực thể quân sự. Ở phía Bắc, Hezbollah tiếp tục hứng chịu những đòn tấn công. Bộ chỉ huy của nhóm này đã bị loại bỏ và năng lực tên lửa, rocket của nhóm này đã không còn, ông Galang nói thêm. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một vòng đàm phán mới về con tin và lệnh ngừng bắn ở dải Gaza đang diễn ra tại Qatar. Chúng tôi biết rằng một số mục tiêu không thể đạt được chỉ bằng hành động quân sự. Chúng tôi có nghĩa vụ phải đưa các con tin về nhà. Bộ trưởng Galang và Thủ tướng Benjamin Netanyahu thường xuyên bất đồng quan điểm về các cuộc đàm phán liên quan đến số phận những con tin còn lại ở dải Gaza. Trong một nguồn thông tin khác, hôm 27 tháng 10, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã chỉ đạo các quan chức nước này xác định cách tốt nhất để thực hiện sức mạnh của Iran với Israel sau cuộc tấn công vừa qua, IRNA đưa tin. Ông Khamenei nói, không nên hạ thấp hay phóng đại tội ác mà Israel đã gây ra hai đêm trước. Tehran có vẻ như hạ thấp tính nghiêm trọng của đợt không kích của Israel vào các mục tiêu quân sự ở Iran trong đêm ngày 26 tháng 10, cho biết cuộc tấn công chỉ gây ra thiệt hại hạn chế. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi ngừng leo thang trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguy cơ xảy ra cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông. Quân đội Israel cho biết rằng hàng chục máy bay của nước này đã hoàn thành 3 đợt không kích trước bình minh ngày 26 tháng 10 nhằm vào các nhà máy tên lửa và một số vị trí khác gần Tehran và ở miền Tây Iran. Dựa trên hình ảnh vệ tinh thương mại, hai nhà nghiên cứu Mỹ David Albright và Decker Ivelet cho biết chiến dịch không kích của Israel ngày 26 tháng 10 đã đánh trúng một tòa nhà thuộc chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran nhưng đã ngừng hoạt động. Các cơ sở được sử dụng để trộn nhiên liệu rắn cho các tên lửa cũng bị tấn công. Giới lãnh đạo Iran tuyên bố không muốn xung đột với Israel nhưng sẵn sàng đáp trả thích đáng việc Tel Aviv tấn công vào các cơ sở quân sự của nước này. Chúng tôi không muốn tìm kiếm một cuộc xung đột, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ các quyền lợi của quốc gia của mình. Chúng tôi sẽ thực hiện việc đáp trả thích đáng cho những hành động gây hấn từ Israel. Trang An Al-Arabiya dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã phát biểu tại thủ đô Tehran hôm 27 tháng 10. Ông Pezeshkian sau đó đã cảnh báo nếu Tel Aviv còn tiếp tục gây hấn thì sự căng thẳng sẽ tiếp tục lan rộng. Đồng thời, Tổng thống Iran cũng đã lên tiếng chỉ trích Mỹ về mọi hành động hỗ trợ Israel. Mỹ hứa sẽ chấm dứt xung đột để đổi lấy sự kiềm chế của Iran, nhưng họ đã không giữ lời hứa đó, ông Pezeshkian nói. Được biết, tuyên bố trên của Tổng thống Iran Pezeshkian được đưa ra chỉ vài giờ sau khi giới lãnh đạo Israel nói rằng đã đạt được mục tiêu trong đợt tập kích sáng ngày 26 tháng 10 và cảm ơn nước Mỹ vì sự hợp tác hỗ trợ chặt chẽ. Ở một chiều hướng khác, lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm 27 tháng 10 cho biết không quân nước này gần đây đã tiêu diệt Ahmed Jafar Ma'atouk, chỉ huy nhóm vũ trang Hezbollah tại quận Bin Jibein thuộc tỉnh Nabateye, Liban. Ngay sau đó, chúng tôi đã vô hiệu hóa người kế nhiệm Ma'atouk cùng với chỉ huy lực lượng pháo binh Hezbollah tại khu vực Bin Jibein. Cả ba nhân vật này đã từng trực tiếp tham gia nhiều vụ tấn công vào dân thường Israel cũng như các binh sĩ IDF tác chiến ở miền nam Liban, thông báo của IDF cho biết. Hezbollah tới nay vẫn chưa bình luận về nội dung bản thông báo trên. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Tel Aviv đã đạt được mục tiêu trong đợt tập kích nhiều cơ sở quân sự Iran vào rạng sáng ngày 26 tháng 10. Tờ Jerusalem Post dẫn lời ông Netanyahu phát biểu tại sự kiện tổ chức núi Hes, Iran hôm 27 tháng 10 nói rằng cuộc tập kích rạng sáng 26 tháng 10 của nước này nhằm vào Iran đã gây tổn hại cho năng lực quốc phòng của Tehran cũng như khả năng sản xuất những loại tên lửa có thể tấn công Israel. Ông Netanyahu phát biểu, cuộc tấn công Iran là chính xác và mạnh mẽ và đã giành được tất cả các mục tiêu đề ra. Tôi cảm ơn nước Mỹ về sự hợp tác và hỗ trợ chặt chẽ. Iran đã tấn công Israel với hàng trăm quả tên lửa đạn đạo và họ đã thất bại. Chúng tôi đã giữ lời, không quân Israel tấn công Iran và gây tổn hại cho khả năng sản xuất tên lửa của họ. Tuyên bố trên của Thủ tướng Israel được đưa ra chỉ vài giờ khi quân đội Iran nói cuộc tập kích vừa qua chỉ khiến cho một vài hệ thống radar của nước này hư hại. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, Iran không còn có thể sử dụng hiệu quả các lực lượng ủy nhiệm như Hamas hay Hezbollah để gây tổn hại Israel. Trong một năm qua, hoạt động tác chiến của lực lượng phòng vệ Israel IDF đã xoay chiều cuộc xung đột và giành những kết quả chưa từng có trong mọi mặt trận. Hamas không còn là mạng lưới quân sự ở dải Gaza, trong khi giới lãnh đạo và năng lực tên lửa của Hezbollah bị loại bỏ.
hai nhóm Hamas Hezbollah không còn là những lực lượng uy nhiệm hiệu quả của Iran. Ông Galang nói, hiện Hamas và Hezbollah đều chưa bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel.